Em chào thầy và các bạn, em là Thảo Hiền đến từ lớp Anh văn chuyên ngành của thầy Nguyên. Em xin trình bày về bệnh tiểu đường. Tiểu đường là một nhóm các bệnh rối loạn chuyển hóa đặc trưng bởi lượng đường trong máu cao trong một thời gian dài. Có hai loại tiểu đường là loại nội tiết và loại chuyển hóa. Loại nội tiết gồm tiểu đường loại 1 và 1.5, còn gọi là tiểu đường LADA. Tiểu đường tiết 1.5 thì sau 40 tuổi mới phát hiện bệnh và bệnh nhân ốm. Loại tiểu đường chuyển hóa là tiểu đường tiết 2 thì bệnh nhân mập. Sau đây chúng ta sẽ đi vào từng loại tiểu đường theo phương pháp ABC. Tiểu đường loại 1, etiology, bệnh tự miễn dịch làm mất tế bào beta dẫn đến tuyến tụy tiết không đủ insulin, có thể là do di truyền. Pathogenesis, cả kháng insulin và giảm tiết insulin của tế bào beta đóng vai trò hiệp đồng. Pathophysiology, khi nồng độ glucose trong máu cao, thận đạt được một ngưỡng tái hấp thu và đào thải glucose trong nước tiểu. Điều này làm tăng áp suất thẩm thấu của nước tiểu và ức chế tái hấp thu nước của thận, dẫn đến tăng sản xuất nước tiểu và tăng mất nước. Thể tích máu bị mất được thay thế theo cách thẩm thấu từ nước trong tế bào và các khoang khác của cơ thể, gây ra tình trạng mất nước và tăng cảm giác khát. Ngoài ra, sự thiếu hụt glucose trong tế bào sẽ kích thích sự thèm ăn dẫn đến ăn quá nhiều. Tiểu đường loại 2, etiology, các tế bào trong cơ, mỡ và gan trở nên đề kháng với insulin. Bởi vì những tế bào này không tương tác theo cách bình thường với insulin, chúng không hấp thụ đủ đường. Tuyến tụy không thể sản xuất đủ insulin để quản lý được lượng đường trong máu. Pathogenesis, sự phát triển của đề kháng insulin liên quan đến tăng insulin máu bù. Sau đó là suy giảm tế bào beta tiến triển, dẫn đến giảm tiết insulin và tăng đường huyết. Pathophysiology thì giống với tiểu đường loại 1. Tiểu đường loại 1.5 hay tiểu đường loại LADA. LADA là viết tắt của Latent Autoimmune Diabetes in Adult. Etiology, sự phát triển của các tự kháng thể chống lại các tế bào tuyến tụy, insulin hoặc các enzyme liên quan đến các chức năng của tuyến tụy. Các kháng thể ảnh hưởng đến tuyến tụy và chức năng của nó có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể phản ứng với lượng đường trong máu. Pathogenesis, sự phá hủy tế bào beta qua trung gian miễn dịch cơ bản ở bệnh nhân mắc bệnh, dẫn đến phụ thuộc insulin nhanh hơn so với bệnh nhân tiểu đường loại 2. Pathophysiology thì giống với tiểu đường loại 1. Đó là toàn bộ phần trình bày của em. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.